Hello và xin chào tất cả các bạn khán giả kênh của DT Channel. Ngày hôm nay thì cuối cùng chúng ta sẽ có một cái video mở bánh Marine Boy mùa mới với rất nhiều những cái yêu cầu từ các bạn khán giả. Mùa mới của chúng ta có tên là Vệ binh Đại Dương và rất nhiều các bạn đã yêu cầu mình làm cái bánh này từ mấy tuần trước rồi. Hôm nay thì mình mới có dịp, có cơ hội để sở hữu được cái bánh này vì chỗ mình nó chưa mở bán. Thì ngày hôm nay mình mua về tất cả là 10 hộp màu đỏ cho nó có không khí sắc xuân này, vị tôm nướng muối đỏ này. Để xem nó có may mắn hay không. Thì giờ mình sẽ cho các bạn ngó qua một chút về cái bao bì mẫu mã của cái mùa mới này ha. Chúng ta sẽ có tất cả là 48 thẻ bài. Và cái câu slogan của cái mùa này là truy tìm binh đoàn nhựa bảo vệ đại dương. Thì cũng chưa biết binh đoàn nhựa là gì. Thì tí nữa mình sẽ cùng với các bạn thì khám phá ha. Nó có cái chữ truy lã nữa này. Đây là cái mặt đằng trước. Chúng ta có cái chữ vệ binh đại dương. Khá là đẹp ở đây. Và đây là mặt đằng sau của tấm thẻ nha các bạn. Thẻ này thì nó được thiết kế khá là lạ so với những mùa trước. Và hình như là nó sẽ nằm ngang chứ không phải nằm dọc như thế này, mà là nằm ngang. Ok. Rồi thì bây giờ không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ mở luôn nhé. Hôm nay mình mua về được 10 hộp thì tức là sẽ có 20 thẻ để làm mini game cho mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đọc cái này trước khi mà chúng ta đến với thẻ. Đây, những ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với sinh vật biển. Các vận dụng như dây thừng lưới và dây cước từ các ngư cụ bị bỏ rơi, bị thất lạc hoặc là bị bỏ lại trên biển này. Chúng có thể quấn vào động vật biển gây siết cổ khiến cho chúng bị thương, khó di chuyển và tử vong. Mà không gây rác thải nhựa. Đây là một cái lời kêu gọi rất là hay từ Marine Boy khi mà chúng ta không nên vứt rác xuống dưới biển thôi các bạn. Tiếp theo, đây là thẻ của chúng ta và như mình dự đoán thì nó đúng là như vậy, với cái chiều nằm ngang như thế này. Mỗi lần này sẽ là nằm dọc. Ok, chúng ta có Sakura tia chớp và đây là Lumi hắc ám. Tí nữa thì mình sẽ cắt ra và cho các bạn xem kỹ hơn. Đây cũng là một cái tranh khác này. Chúng ta có bom thần vũ và xe rùa tàu thoát. À, như đây là những cái món vũ khí các bạn ạ. Ok, hộp tiếp theo này. Khoang mũi của rùa biển này được nối trực tiếp vào vòng họng bởi một ống dẫn dài. Chúng nhiều lần ăn phải ống hút nên cố gắng nhả ra nhưng không thành công. Và cuối cùng ống hút mắc kẹt trong mũi gây khó chịu. Đây cũng là một cái mà chúng ta rất hay vớt xuống dưới biển các bạn. Chúng ta có Wally bất bại và đây là Scoody sắc nạn. Ok, một bên phản diện và một bên chính diện. Tiếp theo là cái gì đây? Vẫn là Wally bất bại và... chúng ta có Eagly nghi lợn. Vẫn là những nhân vật cũ quen thuộc là Wally, là Sacco, là cái gì nhỉ? Dolphin, Dopey, nhầm. Sacco tia chớp này. Và đây chúng ta có Seafly, loang lổ. Nhưng mà có thêm nhiều những cái nhân vật mới các bạn ạ. Những cái nhân vật mới này là binh đoàn nhựa đấy. Rồi tiếp tục, chúng ta có Dopey siêu thanh và đây là Crappy ngang ngược. Thế. Chúng ta có kình ngư hạm chiến và đây là phi tiêu vỏ lon. Cái phi tiêu vỏ lon ngày xưa mình hay chơi, mình hay cắt cái vỏ lon coca ra là phi tiêu, sau đó mình nhắm chuối. Tiếp theo chúng ta lại có Sacco tia chớp và đây là Seafly loang lổ. Rồi bây giờ còn hai hộp cuối. Cái này thì đã bị trùng. Và đây là lại bị trùng. Ok, bây giờ thì mình sẽ cắt hết tất cả 10 cái hộp này ra và cho các bạn xem thẻ, xem là nó như thế nào nhé. Let's go. Ok, và như vậy là mình đã cắt xong tất cả là 20 thẻ rồi đây. Và bây giờ thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem ha. Mình sẽ zoom lại gần hơn này. Đầu tiên chúng ta có kình ngư hạm chiến, công 270 và thủ 220. Trang bị cho Sacco thì sẽ tăng thêm 30 điểm thủ.
Đây là một cái xe lướt các bạn. Tiếp theo là xe rùa tàu thoát, trang bị cho Krabby sẽ tăng thêm 15 điểm thủ, công 230 và thủ 150. Rồi phi tiêu vỏ non, trang bị cho Dumbi sẽ tăng thêm 20 điểm công. Đây là một cái phi tiêu vỏ non mà ngày xưa mình cũng rất là hay chơi này. Ở công 300, thủ 280. Rồi, đây chúng ta có bom thần vũ. Công 270 và thủ 220, trang bị cho Dopey sẽ tăng thêm 10 điểm công. Đó, đây là những cái món vũ khí của các nhân vật. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những thẻ nhân vật ha. Đầu tiên là Dopey siêu thanh. Vũ khí là bom thần vũ và kình ngư hạm chiến. Công 495, thủ 505. Khi Dopey cầm bom thần vũ thì một trận mưa bom sẽ xa vào đầu đối thủ. Đây, đang điều khiển bom này. Tiếp theo chúng ta có Wally bất bại, công thủ đều 500. Khi đại lưới ngư lôi vào tay không có gì là có thể thoát khỏi vòng vây của Wally. Vũ khí là đại lưới ngư lôi và kình ngư hạm chiến. Ok. Và Wally thì mình có hai thẻ. Tiếp theo chúng ta đến với cá mập Sacco tiên chớp. Vũ khí cũng giống như Wally, đại lưới ngư lôi và kình ngư hạm chiến. Công 510, thủ 480. Trang bị kình ngư hạm chiến sẽ giúp Sacco lướt như vũ bão. Rồi, Sacco thì mình có tới 2, 3, 4, 5 thẻ của Sacco. Bị trùng khá nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến những nhân vật ở phe phản diện này. Đầu tiên là Đại Vương Dumbi Hắc Ám. Vũ khí là phi tiêu vỏ lon và xe rùa tàu thoát. Công 480, thủ 490. Thấp hơn Wally một chút. Dumbi có cùng phi tiêu vỏ lon sẽ tạo thành một cái sự đe dọa đáng sợ. Đó, cầm Dumbi, Dumbi cầm phi tiêu vỏ lon này. Các bạn có thể nhìn thấy. Tiếp theo này, chúng ta có Scudi sắc lẹm. Đây là một nhân vật mới này, chưa xuất hiện ở những mùa trước. Vũ khí là súng chai nhựa và xe rùa tẩu thoát. Công 300, thủ 240. Scudi có khi có súng chai nhựa sẽ tăng độ sát thương tối đa. Thêm một nhân vật mới nữa là Equally lì lợm. Vũ khí là súng bắn pin và xe rùa tẩu thoát. Công 430 và thủ 330. Equally thì khi có súng bắn pin trong tay sẽ trở thành một tay đồ sát. Rồi, nhân vật này thì đã quen thuộc rồi, đó là Krabby ngang ngược và em cua. Vũ khí là phi tiêu vỏ lon và siêu rùa tẩu thoát. Công 180 và thủ thì 380. Cua thì các bạn biết là nó rất là cứng, thế nên là thủ nó rất là cao. Krabby khi có siêu rùa tẩu thoát sẽ trở lên siêu tốc và khôn lường. Và đây sẽ là cái nhân vật cuối cùng. Đây cũng là một nhân vật mới, Seafly loang lổ. Vũ khí là bom khí ga và siêu rùa tẩu thoát. Bom khí ga lại nhớ đến Caesar Claw. One Piece. Công 280 và thủ 380. Seafly với bom khí ga sẽ làm mờ mắt và suy nhược tinh thần đối thủ. Và cái thẻ này thì mình có tới 4 thẻ bị trùng. Đó. Thế thì sau khi mà review xong thì các bạn thể thấy là bên phản diện ấy thì họ sẽ di chuyển bằng xe rùa tẩu thoát. Đây xe rùa đây. Trông như cái xe ba gác à không phải. Cái xe để mà đùn hàng. Còn tiếp theo thì bên chính diện thì họ sẽ di chuyển bằng cái kình ngư hạm chiến này. Đây là hai cái phương tiện di chuyển của hai bên nhé các bạn. Và chỉ có hai cái này thôi chứ không có nào khác. Còn những món vũ khí thì nó sẽ được lặp lại. Ngày hôm nay thì mình có hai món vũ khí này. Còn mấy cái bom khí ga rồi ngư lôi rồi thì súng bắn pin các thứ thì chưa có nhé. Đại lưới ngư lôi này chưa có này. Đó. Bom thần vũ chưa có này. À đây bom thần vũ này. Ok. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái mini game tặng cho các bạn 20 cái thẻ này. Dành cho người nào trả lời đúng và nhanh nhất hai số cuối của giải đặc biệt sổ số kiến thiết miền Bắc hôm thứ bảy tuần này ha, hôm nay thứ ba rồi. Và mình sẽ cho các bạn cộng trừ 3 trong cái phạm vi đó. Bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất thì mình sẽ dành tặng lại 20 thẻ Marine Boy mùa mới này vệ binh đại dương cho người đó ha. Và video của mình cũng xin dừng lại tại đây. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh ủng hộ cho DD Channel. Và chúc các bạn may mắn. Bây giờ thì bye bye.